Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh Khoa Quân Sự. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời lượng của chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với oanh tạc cơ PE2, cơn ám mộng kinh hoàng của người Đức. Mẫu oanh tạc cơ PE2 do Pelyakov phát triển từng là nỗi khiếp đảm của phát xít Đức. Nhưng định mệnh trở trều, Pelyakov đã chút hơi thở cuối cùng trên một chiếc PE2 cháy ngùn ngụt. Ngày 22 tháng 12 năm 1939, 3 tháng sau khi phát xít Đức tấn công Ba Lan, một chiếc máy bay mang tên VI-100 được tổ chức bay thử. 2 năm sau, VI-100 trở thành PE2 và chính thức đi vào biên chế. Không quân Hồng quân Liên Xô nhanh chóng lập hàng loạt chiến công vang dội. Đây là kiệt tác của Tổng công trình sư Vladimir Pelyakov và các cộng sự tại viện thiết kế của ông. Đằng sau chiếc máy bay chiến đấu huyền thoại này là cả một câu chuyện dài. Vladimir Mikhailovich Pelyakov sinh ngày 15 tháng 6 năm 1891 tại Sabek, nay là Novosatin của Nga. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng kỹ thuật Taragov năm 1910, Pelyakov tiếp tục theo học tại Đại học Kỹ thuật Quốc gia Moscow Maumont. Nhưng vì nhà nghèo khiến ông phải bỏ lỡ việc học giữa chừng. May mắn đã đến với Pelyakov khi cách mạng tháng 10 nổ ra năm 1917. Hồng quân lúc bấy giờ còn rất nghèo khó, thiếu thốn trang bị. Nhưng các nhà lãnh đạo nhà nước Xô Viết non trẻ luôn rất chú trọng phát triển khoa học, bao gồm cả hàng không. Pelyakov trở lại Đại học Kỹ thuật Quốc gia Moscow Bauman với tư cách kỹ thuật viên của phòng thí nghiệm khí động lực. Ông vừa làm việc vừa học tập dưới sự hướng dẫn của Nikolai Zhukovsky, nhà khoa học ưu tú được coi như là cha đẻ của hàng không và thủy động lực học hiện đại. Pelyakov đã thu được những tri thức quý giá về hàng không trong quãng thời gian này. Năm 1922, ông tốt nghiệp và về làm việc tại Viện Thủy Động Lực Học Trung ương dưới quyền của Tổng công trình sư tài ba Andrei Tupolev. Ở đây, ông đã phát huy tài năng của mình. Đến năm 1936, khi đã trở thành một nhà khoa học uyên bác có thâm niên, Pelyakov được bổ nhiệm làm lãnh đạo một nhà máy hàng không. Ông đã tham gia nghiên cứu chế tạo và có những đóng góp trong việc phát triển các máy bay ném bom TB-1 và TB-3 dành cho không quân Xô Viết. Cũng trong quá trình nghiên cứu, Pelyakov đã sớm nhận ra nhiều vấn đề. Các máy bay ném bom của không quân Xô Viết rất lạc hậu, chúng to lớn, kềnh càng và không hiệu quả. Quan điểm cũ kỹ cho rằng mục tiêu duy nhất của không quân ném bom là bộ binh, trong khi xu thế phát triển của lục quân là tăng cường cơ giới hóa, trang bị thêm xe tăng, xe bọc thép. Kinh nghiệm từ cuộc chiến tại Tây Ban Nha và Phần Lan cho thấy rất cần những loại máy bay ném bom bổ nhào giống như chiếc dân cơ Su-87 Suka của phát xít Đức. Và thế là Pelyakov và các cộng sự bắt tay vào nghiên cứu. Ban đầu ông và các cộng sự tiến hành thiết kế một chiếc máy bay tiêm kích 2 động cơ để làm nhiệm vụ hộ tống các máy bay ném bom tầm xa. Mẫu thử VI-100 cất cánh bay thử lần đầu tiên ngày 7 tháng 5 năm 1939, sau đó bay thử lần thứ 2 thành công cuối năm 1939. Trên cơ sở VI-100, Pelyakov phát triển mẫu thử PB-100 và sau đó trở thành máy bay ném bom bổ nhào PE-2. Thực tế đã chứng minh, khi chiến tranh vệ quốc vĩ đại bùng nổ năm 1941, phần lớn không quân Xô Viết tê liệt. Nhiều máy bay cũ kỹ bị ném bom phá hủy ngay trên sân bay. Số ít các phi vụ ném bom được tổ chức vội vã, bị các máy bay tiêm kích phát xít Đức nghiền nát. Chính trong hoàn cảnh đó, PE-2 đã tham chiến và phát huy rõ uy lực. Đã có đến 11.427 chiếc PE-2 đã tham chiến và phát huy rõ uy lực. Chiếc PE-2 dài 12,66m, xoay cánh 17,13m, diện tích cánh 40,5m2, khối lượng cất cánh thông thường 7.540kg, tối đa là 8.500kg, tổ lái bao gồm 3 người. PE-2 được trang bị 2 động cơ Klimov M105P, công suất 1.100 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 540km/h, tức là 452km/h khi bay sát mặt nước biển. Bán kính chiến đấu của PE-2 lên đến 1.300km, với khả năng mang từ 600kg đến tối đa 1.000kg bom, cùng 4 đại liên xác 7,62 ly, 2 súng phía mũi, 2 súng ở phía sau. Khi tham chiến, PE-2 đã tỏ rõ sự linh hoạt và hiệu quả trong tác chiến
nên được sản xuất với quy mô lớn tại Kazan. Bên cạnh vai trò máy bay ném bom, PA-2 còn có thể làm nhiệm vụ trinh sát và cả máy bay chiến đấu ban đêm. Buồng lái được bọc thép dài 9 ly bảo vệ tốt cho tổ bay khỏi hỏa lực đối phương. Chiếc máy bay mang tên Pelikov đã trở thành nỗi kinh hoàng của quân phát xít, thực hiện vô số cuộc ném bom vào đối phương. Nhưng không ai ngờ được, nhà thiết kế thiên tài Pelikov đã hy sinh ngay trên chiếc máy bay huyền thoại của mình. Ngày 12 tháng 1 năm 1942, ông có việc gấp phải trở về họp tại Moscow. Tuy nhiên, chiếc máy bay vận tải Douglas của ông lại bị trục trặc. Sau đó, ông và cấp phó của mình đã bay bằng một chiếc PA-2 để đến Moscow. Nhưng khi máy bay mới cất cánh được 30 phút thì gặp trục trặc do việc lắp ráp máy bay ở nhà máy có sai sót. Phi công tắt động cơ và cố gắng quay về sân bay nhưng không kịp. Máy bay bốc cháy và ngọn lửa lan đi rất nhanh, biến chiếc PA-2 của Pelikov trở thành quả cầu lửa bùng cháy, lao từ độ cao 500m xuống đất. Định mệnh nghiệt ngã đã chấm dứt cuộc đời mới 51 tuổi của viện trưởng Vladimir Pelikov. Ông qua đời để lại nhiều dự định dang dở, trong đó có dự án máy bay ném bom đường dài PA-8. Cả cuộc đời mình, dù đã có lúc bị nghi ngờ, vụ oan, bị bắt giam, nhưng Pelikov luôn hết lòng phục vụ cho Xô Viết và đã cống hiến toàn bộ tài năng của mình cho việc chế tạo các máy bay ném bom hiện đại cho Hồng quân Liên Xô. Ông mất đi, nhưng còn hàng vạn chiếc máy bay do ông chế tạo vẫn sát cánh cùng các chiến sĩ Hồng quân trước cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và để lại một huyền thoại về vị tổng công trình sư thiên tài nhưng đoản mệnh. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.